tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh, quan hệ hữu nghị Việt-Trung không bao giờ thay đổi. Quan hệ hữu nghị giữa quân đội Việt Nam-Trung Quốc chứng kiến sự phát triển mới và trở thành một trong những cột trụ quan trọng nhất trong mối quan hệ giữa hai đảng và hai nhà nước, một quan chức cấp cao của quân đội Việt Nam nói. Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đã tổ chức chiêu đãi nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tối ngày 28 tháng 7 vừa qua. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Cộng sản Việt Nam ông Nguyễn Chí Vịnh đã phát biểu nhân ngày lễ trọng đại của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, đánh giá cao quan hệ hữu nghị hợp tác giữa quân đội hai nước và tin tưởng rằng mối quan hệ này sẽ có bước phát triển mới, xứng đáng là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Việt-Trung. Ông Nguyễn Chí Vịnh nói, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng thân thiện và điều đó không bao giờ thay đổi. Nhiều thế hệ đã qua, nhân dân hai nước đã thiết lập và duy trì mối quan hệ cũng tồn tại, hình thành rất nhiều điểm tương đồng về văn hóa. Ông Vịnh cho biết thêm, Trung Quốc là đối tác hợp tác chiến lược toàn diện của Việt Nam và luôn là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Ông Nguyễn Chí Vịnh nói, các nhà lãnh đạo cấp cao của hai lực lượng vũ trang sẽ tiếp tục duy trì và thúc đẩy quan hệ giữa hai quân đội, đưa hợp tác quốc phòng vào chiều sâu và chiều rộng với những kết quả thiết thực. Phát biểu tại buổi tiếp, tùy viên quân sự Trung Quốc tại Việt Nam, ông Trân Trung Hưng cho biết rằng, các mối quan hệ quân sự là một phần quan trọng của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Trong những năm gần đây, quân đội hai nước đã đạt được tiến bộ lớn trong các cuộc trao đổi cấp cao, đối thoại chiến lược, hợp tác lực lượng biên phòng và đào tạo nhân sự.